Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại tiếp tục về được 6 con đẩy các bác này. Đẩy gồm có một con đẩy Nhật Sony ha. Đấy, một con đẩy Crown Geldine 2 La Mã các bác này. Một con đẩy Mỹ ha. Và bên đây là có 4 con đẩy Mỹ các bác. Đây là một dòng đẩy Classic Pro ha. Classic Pro CB4001 này các bác này. Em về được 4 con giống nhau ha. Đấy, màu vàng chanh rất là đẹp các bác này. Đây là dòng đẩy 4 cân các bác này. Đây, 4 volume ha. 4 cân cho các bác đánh 4 loa riêng biệt ha. Rồi đầu tiên em sẽ quay cho các bác xem cái con Sony này trước ha. Con này là con Sony P150 các bác này. Đấy, hàng Nhật về ha. Nó cũng có một ít xước dăm dăm các bác. Như phía trên đầu này ha. Một vài vết xước nhỏ nhỏ ha. Đấy. Hai quả sắt hai bên đây. Hai volume các bác này. Đấy, một đốt nguồn đây ha. Rồi, nó có xước dăm các bác ha. Tổng thể thì còn đẹp. Đấy, nói chung là cũng có một vài vết xước nhỏ nhỏ ha. Rồi, và nắp lưng cũng vậy. Nắp lưng thì cũng có một ít xước xước ha. Rồi, và sau đây thì em sẽ mở cho các bác xem bên trong. Các bác thông cảm cho em mở bằng hai tay ha. Rồi, và các bác cùng xem bên trong đây. Đấy, đây là nội thất của con Sony ha. Chạy hai nguồn các bác này. Hai nguồn ha. Hai cái tụ lọc đây. Đây. Và đây là cái vế sò ha. Quả tản nhiệt đây. Rồi, và em sẽ lật cái vế sò này lên em quay cho các bác xem ha. Các bác lại tiếp tục thông cảm cho em một ít nữa ha. Em dùng hai tay mới lật được cái vế này lên các bác. Rồi, và các bác cùng xem vế sò nó nằm ở dưới ha. Đấy, nó ấp ngược xuống các bác này. Đấy, tổng cộng là 16 sò than các bác ha. 16 sò than các bác này. Đấy, nằm ở dưới ha. Đấy, tất cả là zin hết các bác. Đấy, 16 con sò than ha. Đấy, bí mật các bác xem qua đây. Tất cả là hàng nguyên bản ha. Rồi, vẽ sẽ bỏ xuống ha. Bỏ bí mật xuống em quay cho các bác xem phía sau. Và sẽ báo giá cho các bác. Đấy, 16 sò thì các bác đánh những cặp loa Nhật Bass 30 rất là ok ha. Đấy, phía sau có hai cái chân này các bác. Rồi, và cái thông số của đẩy đây. Điện 100V ha, công suất đề là 300W các bác. Đấy, made in sao băng đây ha. Đây là trở kháng là từ 4 tới 16 ha, đánh chế độ CT, mono là từ 8 tới 16. Đấy, đường vào ha. AV hoặc là Canon. Đấy. Rồi, con đẩy Sony này cũng xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, Sony P150 ha, nó có hơi xước sát ha, chạy 16 sò. Đấy, con này để cho các bác 3 triệu 3 ha. 3 triệu 3 em bao ship này các bác. Đấy, bình thường nó hơn 4 triệu. Hôm nay nó hơi xuất sát nhẹ nhẹ ha. Để cho các bác 3 triệu 3 con này em bao ship ha. Rồi, và tiếp theo là một con Crown. Đấy, Crown vương miệng các bác. Geldine 2 La Mã ha. Dòng này thì em cũng hay bán lắm. Lâu lâu em về 1-2 con ha. Đấy, 2 volume trước này các bác. Nút nguồn trước ha. Đấy, con này về thì mặt mũi còn đẹp này. Các bác có thể xem qua ha. Đấy, rồi, và tiếp tục là bên trong. Nắp lưng thì nó cũng có ít xước nhẹ nhẹ ha. Đây, các bác xem nắp lưng này. Rồi, em sẽ cậy cho các bác xem bên trong đây. Con này thì chạy 16 sò ha. Đây, các bác cùng xem bên trong đây. Một cái nguồn này các bác này. Đấy, hai tụ lọc Philips vương miệng ha. Và nó chạy 16 sò sắt vương miệng này các bác này. Đấy, 16 con ha. Tất cả là hàng nguyên bản hết các bác này. Đây, 16 sò sắt vương miệng. Rồi, và tiếp theo là ở phía sau cái cục đẩy đây. Đây các bác cùng xem made in USA ha, sản xuất tại Mỹ này. Con này thì nó không có đề cái công suất ha. Đấy, dòng đẩy Crown không có đề công suất các bác. Và dòng điện họ đang đánh dấu các bác này. 220 tới 230 ha. Đấy, dòng này điện 220 tới 230, mẫy suất châu Âu ha, USA các bác. Đường vào 6 ly ha. Đây cầu loa đây. Đấy, đánh từ 4 đến 8 ohm. Rồi, con này em có xin báo giá cho các bác luôn. Này, con Crown này thì em bán khá là nhiều ha. Đây, con này là 7 triệu 8 ha. 7 triệu 8 em bao ship này các bác này. Đây, 7 triệu 8 em bao ship con này ha. Rồi, và cuối cùng là 4 con đẩy Mỹ ha các bác ha. Đây, các bác cùng xem thương hiệu Classic Pro này. Model là CB4001 ha. Đây, em về được 4 con giống nhau. Dòng 4 cân ha. Hai quả sắt hai bên này. Đấy, dòng này các bác chơi hay mà các bác bày cũng đẹp nữa. Đấy, các bác xem cả 4 con đẹp hết ha. Đấy, những cái tay thì nó cũng có một ít xước sát nhẹ nhẹ ha các bác ha.
Đấy, những cái đốm đốm nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Mặt mũi thì còn mới ha. Các bác xem mặt mũi là còn mới tinh này các bác này. Đấy. Dòng đáy 4 cân, 4 vô lưng, 1 đốt nguồn đây ha. Rồi và tiếp theo là phía trên mặt lưng. Rồi em mở cho các bác xem bên trong ha. Con này chạy 24 sò. Rồi các bác cùng xem tổng thể bên trong đây, em mở hai con cho các bác ngắm ha. Đây, một cái nội thất khá là gấu các bác, một cái nguồn xuyến ha, nguồn tròn đây. Đấy, và các bác cùng xem 2 4 6 ha. Ở cái vế trên là 6 sò các bác này. Và ở vế dưới nữa ha. Cái vịn nó có hai vế các bác, trên dưới ha. Là tổng cộng bên đây 12 sò này. Đấy, bên đây 12 sò ha, là 24 con. 24 sò. Đây các bác xem bên trong này, rất là đẹp ha. Tất cả là nguyên bản hết các bác. 4 tủ lọc đây. Đấy, với 24 sò này ha thì các bác chơi hai cặp loa bát 25 ha, rất là thoải mái. Hoặc là một cặp 30, một cặp 20. Đấy, tại vì nó 4 cân mà, cho nên là các bác đấu mình chỉnh lớn nhỏ được ha. Mình chỉnh lớn nhỏ từng loa được. Đấy. Phía sau các bác này, đấy, 4 cái cầu loa ha. 1 2 3 4 các bác này, 4 cân ha. Đấy, những cái nút này thì em đã điều chỉnh hết rồi các bác ha. Những cái nút này em đã chỉnh để mà các bác đánh được 4 cân ha. Còn các bác nhấn cái này vô thì đánh có 2 cân thôi ha. Hoặc là các bác nhấn này vô thì các bác có thành đánh súp rồi ha. Nó có thể đánh súp được. Đấy, các bác có thể chừa 2 cân bên này, các bác đánh súp hơi ha. Đấy. Em đang tắt chế độ đánh súp đi nè, em đang để chế độ đánh 4 loa thường ha. Rồi, và bên đây cũng vậy các bác, không khác gì ha. Đấy, những cái này nó có nắp chụp ha. Nút ngoài này. Đấy. 4 cân, dòng đấy 4 cân rất là tiện lợi cho các bác chơi 4 cái loa. Đấy. Rồi em có xin báo giá cho các bác luôn. Đây các bác chơi một cặp 30 ha. Và một cặp 20 hoặc là hai cặp 25. Đấy các bác chơi thoải mái ha. Lớn nhỏ từng loa các bác này. Đấy cái loa nào mà gần quá thì các bác nhỏ lại ha. Đấy tùy các bác, tùy sở thích các bác ha. Rồi và giá em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Mỗi con là 6 triệu 6 ha. 6 triệu 6 một con em bao ship các bác. Đấy. 6 triệu 6 một con em bao ship ha. Đấy thị trường nó tầm 8 triệu các bác ạ. Tầm 8 triệu hay hoặc là 7 triệu rưỡi không à. Đấy, em bán cho các bác 6 triệu 6 bao ship ha. Rồi bác nào quan tâm thì các bác liên hệ giúp em. Đây 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.